Thúy Nga bất ngờ tiết lộ nhiều hiện tượng lạ trong lễ tang Đức Tiến. Được biết, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải bài viết trên trang cá nhân thu hút sự chú ý từ cư dân mạng khi tường thuật lại câu chuyện thăm viếng cố siêu mẫu Đức Tiến. Bên cạnh đó, vì quá tiếc thương nam đồng nghiệp, nữ danh hài đã nhắc lại những kỷ niệm đẹp cùng anh. Cụ thể, cô chia sẻ bức ảnh lúc sinh thời của cố diễn viên vì bức ảnh này khiến cô thấy thích và ấn tượng nhất. Thúy Nga không quên kể lại hiện tượng lạ khi đến viếng nam đồng nghiệp như sau, hôm tang lễ, mình nhìn thấy Đức Tiến cười tươi nhẹ nhàng, mình thấy nhiều cái lạ quá mà mình cảm nhận thôi chứ không viết ra đây nửa đêm chưa ngủ vô tình lướt điện thoại thấy mấy tấm hình đưa lên đây như còn chút kỷ niệm cho sự hiện hữu của bạn trước đó cũng trong ngày diễn ra lễ tang ca sĩ kim ngân đòi được đến dự tăng lễ của đức tiến cho bằng được bữa đó chị kim ngân cũng một hai đòi đi dự tăng lễ vô trốn đông người cũng sợ chị la hét gì bất chợt may quá chị im du nhẹ nhàng lắm tại trên đường đi cũng dặn dò các kiểu nên hình như là chị có tiếp thu nghe lời mình dặn khi xem những hình ảnh của cố diễn viên Đức Tiến người hâm mộ đã để lại bình luận cảm thương khi anh ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ và nhiều hoài bão còn đang giang dở. Anh đã bỏ lại vợ đẹp và con thơ vừa tròn 4 tuổi. Khi sinh thời, Đức Tiến được đồng nghiệp nhận xét là hiền lành, tử tế tốt bụng. Vì thế khi anh ra đi, nhiều đồng nghiệp đã cùng nhau lo cho tang lễ được diễn ra một cách trang trọng nhất. Đồng nghiệp bất ngờ tiết lộ số tiền khủng viếng tang lễ cố nghệ sĩ Đức Tiến có phong bì gần 300 triệu đồng. Được biết sau tang lễ, một đồng nghiệp của cố nghệ sĩ đã chia sẻ trên trang cá nhân như sau: Cô đã đếm tiền cùng vợ của Đức Tiến để làm danh sách cảm tạ từng người đã hết lòng giúp đỡ khi ông xã của Bình Phương ra đi đột ngột. Hết sức cảm động với những tình cảm của mọi người có nhiều bao thư 10 đô, 20 đô và có một bao thư tới 10.000 đô. Sau khi trả hết chi phí bệnh viện và tang lễ, thì số dư còn lại sẽ để dành cho bé mèo đi học. Tuy không nhiều, nhưng nó đong đầy tình yêu thương của mọi người. Bên cạnh đó, Bà xã Đức Tiến đã đăng tải bài viết cảm ơn đến từng người đã hỗ trợ gia đình cô trên trang cá nhân như sau. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Bình Phương và bé Madison Hoàng đã vô cùng đau buồn tiễn đưa chồng, cha của chúng con là MC tài tử Đức Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả là nhờ vào tình yêu thương của mọi người, những tình cảm đó đã giúp gia đình Bình Phương có thêm nghị lực để đối diện với sự mất mát này và anh Đức Tiến đã có được một tang lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng và đầy đủ. Bên dưới phần bình luận người hâm mộ cố diễn viên đã để lại lời an ủi động viên bình phương hãy cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn lao này để có sức khỏe tốt chăm sóc con gái nhỏ trước đó khi hay tin đức tiến qua đời bình phương vì quá đau buồn cho nên trong cô tiểu tụy gương mặt hốc hác như không còn sức sống bạn thân là chi gì phương trinh từng tiết lộ có thời điểm rất suy sụp bình phương có suy nghĩ khiến nhiều người lo lắng khi chồng vừa ra đi các bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé tang lễ được diễn ra, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến nghẹn ngào nói chắc không kịp nhìn con trai lần cuối. Đến khi tôi sang Mỹ chắc con cũng được an táng rồi. Bà Ánh cho biết, con dâu ở Mỹ đang lo rất nhiều việc nên cũng không hỏi liên tục vì sợ làm phiền. Ở bên đấy bây giờ người ta rất trộn rộn, tôi cũng không muốn làm phiền. Để khi nào xong xuôi hết thì tôi mới nói chuyện chứ giờ có nói thì cũng không làm được việc gì hết. Bây giờ tôi cũng chưa cập nhật được tình hình của cháu nội. Bên đó bé cũng có ông bà ngoại cuộc sống của họ để họ sắp xếp chứ tôi đang dối trí không có cập nhật được gì hết nói về việc sang mỹ nhìn mặt con trai lần cuối bà ngọc ánh chia sẻ những ngày qua do quá bận rộn nên chưa chuẩn bị giấy tờ bà không kịp sang dự tăng lễ của đức tiến nhưng sẽ cố thu xếp qua để viếng mộ phần con tôi chưa làm gì hết mấy nay chưa thể làm được tôi chỉ mới chụp hai tấm hình để đó giờ không có đầu óc từ từ đi tôi nghĩ giờ qua thì mọi chuyện đã xong rồi cũng đã an táng rồi thôi để mọi việc xong xuôi hết, từ từ tôi cũng sắp xếp qua. Trước đó bất ngờ xuất hiện đoạn video, trong đó bà Ánh Tố Bình Phương không chịu nghe máy cũng như ký giấy bảo lãnh bà sang Mỹ, Bình Phương liền đáp trả bằng cách chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn giữa cô và mẹ chồng để chứng minh mình không như những lời tố cáo kia. Được biết, khi bà Ánh tổ chức tang lễ tại Việt Nam cho con trai thì xuất hiện thông tin gia đình bên Mỹ của Đức Tiến không hài lòng về việc bà tổ chức lễ viếng tại Việt Nam cho nam diễn viên trước, khi di thể của anh còn nằm trong nhà quan. Những ồn ào này hiện đang tạm lắng xuống trong những ngày diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Đức Tiến tại Mỹ. Gần đây cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip, trong đó con dâu Bình Phương tự tay gọi video để mẹ chồng nhìn mặt Đức Tiến lần cuối trước khi nắp quan tài được khép lại. Sau khi xem đoạn clip, mọi người không khỏi cảm động trước cách hành xử rất tinh tế của bà xã Đức Tiến, đồng thời ai nấy đều cảm thương khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé. Bản thân quyết định nói hết sự thật bên trong tang lễ cố siêu mẫu Đức Tiến. Sau khi qua đời, cố diễn viên được an táng vào lúc 11 giờ ngày 30 tháng 5, anh được chôn cất tại một nghĩa trang lớn ở California. Trước đó, lễ viếng cố diễn viên bị trễ đến 11 ngày tính từ lúc Đức Tiến qua đời, được biết do quy trình làm tang lễ ở Mỹ rất khó khăn, nhiều thủ tục rắc rối kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Danh hài Thúy Nga cho biết, ở Mỹ mọi thứ đều nghiêm ngặt, không phải muốn chôn lúc nào là chôn, phải đợi lịch từ phía nghĩa trang, nhà quản nhà quan cho lịch ngày nào mới được đem xác về ngày đó nữ danh hài tiết lộ lễ viếng cố diễn viên đức tiến được đồng nghiệp cùng nhau giúp đỡ đáng chú ý ân nhân của cố ca sĩ phi nhung là ca sĩ chi di phương trinh là người đứng ra lo mọi việc giúp bà xã đức tiến nữ danh hài nói thêm người tôi phục nhất là chị chi di phương trinh chị ấy có tay chỉ huy lãnh đạo khi có bất cứ chuyện gì xảy ra chị ấy đều đứng đầu chỉ đạo và làm được tất cả mọi việc chị chi di phương trinh rất giỏi trong việc quản lý sắp xếp con gái mà có tay chỉ huy như thế là giỏi lắm. Bản thân Thúy Nga cũng có đóng góp chút tiền nhưng không chia sẻ rộng rãi. Nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng chung tay giúp đỡ cho tang lễ cố diễn viên Đức Tiến như chị Trầm Hương, hoa hậu Thanh Mai, mỗi người góp một chút tiền vào. Nữ danh hài khẳng định, nhiều người cứ hỏi tôi có đóng góp gì cho đám tang không, tôi có đóng góp chút tiền nhưng không nói ra thôi. Bên cạnh đó, có một chị bạn đã nhờ Thúy Nga gửi 200 đô đến gia đình Đức Tiến nhưng không lộ diện. Trước đó ca sĩ Chi Phương Trinh cho biết đất mảnh an táng cô diễn viên nằm tại một vị trí rất đẹp ở Nghĩa Trang, giá khoảng 600 đến 700 triệu đồng do một người anh hỗ trợ. Sau khi ông xã qua đời, Bình Phương tâm sự gia đình đang khó khăn vì phải trả góp tiền mua căn nhà đang ở vì thế cô và Đức Tiến chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mua đất ở Nghĩa Trang. Khi được những người bạn lo tang lễ của ông xã được mồ yên mã đẹp, Bình Phương ngại ngào chia sẻ tại tang lễ của chồng như sau. Bình Phương và gia đình cảm ơn mọi người vì thương anh Tiến đã đến đưa tiễn và thăm anh ấy lần cuối. Anh Tiến là một người rất tốt cho nên khi nằm xuống ai cũng thương tiếc và mong muốn anh sớm về với Chúa. Em cảm ơn mọi người. Được biết, Chi Di Phương Trinh là người đứng ra lo tăng lễ cho Đức Tiến, đã tiết lộ chi phí tổ chức tăng lễ và an táng tất cả khoảng 80.000 đô la. Trước khi qua đời, cô siêu mẫu chưa mua bảo hiểm nhân thọ và cũng không có tiền dành dụng. Nếu như không có người thân, bạn bè và đồng nghiệp góp sức lo hậu sự thì nguyện vọng được chôn cất thay vì hỏa táng của Tiến khó mà thực hiện được tiến mất sớm nên cũng không để lại tài sản cho bé mèo vợ cũ bằng kiều chia sẻ bên cạnh đó thúy nga cũng ngậm ngùi cho hay chỉ ba ngày trước khi tiến mất tôi mới gặp anh ấy khen anh ấy đẹp trai khỏe mạnh không ngờ rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó tiến qua đời tôi mong bình phương mạnh mẽ và cầu nguyện linh hồn đức tiến trở về với chúa mẹ ruột đức tiến trong ngóng đến giờ gọi điện cho con dâu đang sống tại mỹ để bàn chuyện tổ chức lễ tang cho đức tiến khi sinh thời con tôi lúc nào cũng thích về việt nam khi con ra đi, nhiều người khuyên tôi bàn với vợ Tiến xem có thể đưa về nước chôn cất, cho con an nghỉ tại quê nhà hay không. Tôi biết vợ con Tiến sẽ không muốn như vậy, nhưng làm mẹ, tôi vẫn phải hỏi. Thà rằng hỏi để biết được nguyện vọng của vợ con Tiến ra sao, còn hơn là mình không nói ra điều đó. Trong đêm đầu lễ viếng diễn viên Đức Tiến, mẹ ruột cùng chị gái của cố siêu mẫu lặng lẽ tiếp chuyện khi hàng xóm tới thăm hỏi. Bà Ánh kể lại, bạn bè tại Việt Nam cũng đến viếng con. Các bạn nghĩ sao về điều này? hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé